Có ai là fan của Kiehl's không? Cùng mình review 5 món yêu thích nhất của Kiehl's nha. Đầu tiên chắc chắn phải kể tới toner hoa cúc rồi. Đây là best seller, cũng là biểu tượng của brand luôn. Nhắc tới Kiehl's là mọi người sẽ nhắc tới cái toner hoa cúc này mọi người ạ. Phù hợp nhất là cho da hỗn hợp, cho tới thiên dầu. Cá nhân mình là da khô thì mình cũng thấy ok, nhất là mùa hè. Mùa đông thì mình không dùng bạn này, nhưng mà mùa hè đi ngoài trời về đổ mồ hôi, dầu nhờn nhiều ấy, thì mình sẽ đổ ra bông tẩy trang, mình lau lên trên mặt. Nó sạch mà nó làm dịu da rất là tốt nữa. Bạn nào có thời gian ấy thì mọi người cho ra cái bông mỏng hơn rồi mọi người đắp lotion mask thì nó cũng làm dịu da, cháy nắng tốt nữa. Best seller thứ hai cũng là sản phẩm nhất định phải sở hữu trong hè này là mặt nạ đất sét mọi người ạ. Thú thực là gần 10 năm skin care trải nghiệm qua rất nhiều những cái dòng mặt nạ đất sét khác nhau ấy thì mình chỉ có dừng lại ở Kiehl's thôi, vì nó làm sạch và thông thoáng lỗ chân lông cho mình. Bạn này thì sẽ hợp nhất cho những làn da hỗn hợp cho tới dầu mụn, rất nhiều dầu thì mọi người thoa lên toàn mặt nha. Cá nhân mình là da khô, mình không có thoa toàn mặt, mình chỉ sử dụng vào mùa hè và lên khu vực vùng chữ T thôi, vì mũi của mình rất là nhiều bã nhờn cũng như là mụn đầu đen ấy mọi người. Thì một tuần mình sẽ thoa bạn này lên mũi một lần, nó sẽ sạch nhưng mà nó chưa hết nhân đầu đen đâu. Thì những cái nhân nào mà nó sâu quá, mình sẽ dùng cái cây lấy mụn này mình ấn những cái nhân đó ra, sau đó thì mình thoa BHA. Đặc tính của mặt nạ đất sét và BHA thì nó sẽ làm cho da của mình bị khô và mất nước một chút xíu ấy, nên mọi người nhớ phải cấp ẩm sau khi sử dụng nhé. Yêu thích tiếp theo của mình đó chính là vitamin C. Con này thì da dầu da khô mọi người dùng đều ok luôn nha. Điểm đặc biệt là thành phần của nó là EAA, là một dẫn xuất của vitamin C, thế nhưng mà đã được nghiên cứu chỉ ra cái tính chống oxy hóa này, dưỡng sáng ngang bằng với ascorbic acid luôn, nhưng mà lại không làm tăng tính nhạy cảm của da vì pH của nó là tầm 5.5 thôi. Và bạn này thì chúng ta cũng không cần phải bảo quản trong tủ lạnh nhá. Mình dùng hết một chai này rồi thì cái kết cấu bên trong của nó cũng không bị chuyển vàng đâu mọi người ạ. Cái độ thẩm thấu thì nhanh lắm, để mình show lên da cho mọi người xem. Về cái hiệu quả mờ thâm sáng da của nó thì mình thấy là tốt nhất là trên những cái thâm mới hình thành thôi, hoặc là phù hợp với những bạn nào mà da không có quá nhiều khuyết điểm như mình, chỉ muốn duy trì một cái độ sáng của làn da. Còn da ai mà thâm lâu năm rồi thì mọi người cần phải kiên trì hơn với cả kết hợp cùng với niacinamide hay là AHA nữa. Ai ngoài 25, đặc biệt là ngoài 30 thì chắc chắn là mọi người phải thử qua Ray của nhà Kiehl's nha. Tại sao lại vậy? Bởi vì nồng độ ấy thì nó chỉ có 0.1% là Ray tinh khiết, nhưng mà nó lại được bọc vi nang. Vậy nên là khi mà chúng mình thoa lên trên da thì nó thẩm thấu sâu vào da để phát huy hiệu quả là chống lão hóa, nhưng lại không có bị làm cho da bị nhạy cảm giống như những cái loại Ray thông thường mọi người ạ. Cái kết cấu thì êm này, thấm rất là nhanh, dùng sáng, dùng tối, dùng hàng ngày đều được mọi người nhớ. Và mọi người nhớ là dùng vào buổi sáng ấy thì chúng mình phải chống nắng kỹ một chút nhá. Cuối cùng chính là Ultra Facial Cream. Đây là cái hũ kem dưỡng mà nó không chứa bất cứ một cái active gì cả, mà chỉ làm đúng cái nhiệm vụ là cấp cũng như là khóa ẩm cho da thôi. Cái kết cấu của nó là cream, thế nên là chỉ dành cho da khô thôi nha mọi người, đặc biệt là mấy bạn đang treatment mà bị bong tróc ấy. Ok, đây là top 5 của mình. Mọi người còn thích sản phẩm nào của Kiehl's nữa không? Hay là có một top 5 nào mọi người muốn mình lên video thì comment ở phía dưới nhé.